Sám thích ca cúi đầu làm lễ bổn sư thập phương điều ngữ điển từ lưu danh, lòng thành thương xót chúng sanh trầm luân khổ hại chẳng đành ngó lơn. Phương tiện ngày mới tùy cơ giáng sanh trần thế một giờ chẳng sai, cung vua tịnh phản đầu thai xuống làm thái tử mượn hài hóa thân. Sĩ đạt ta hiệu thánh nhân nối dòng họ Thích An dân trị vì, ma gia hoàng mẫu tới kỳ sanh ngày bảy bữa liền đi chầu trời, nhưỡng dục quỳ thác ca có nơi cho bà Di Mẫu thường thời trong năm thiều quang thăm mà thoát tiểu mòn năm 19 tuổi vợ con đàng hoàng, lầu son gác tía cao sang thế mà ngài chẳng có màng chút chi. Một hôm mà bông cửa vào đi xem thấy tư khổ lòng thì quan mang lui có trở lại đền vàng xin cùng hoàng phủ tâm đàn xuất gia. Thương con chẳng nỡ rời xa dỗ khuyên ngăn đón ở nhà mà tu, ngài tin không nên chủ chừ một đêm len trốn gia từ vợ con. Đi thẳng một mạch lên non sau năm khổ hạnh thân mòn biết bao, đi quê sang xuống thăm mẹ cao nhưng hình thể yêu tài nào đứng đi. Suy nghĩ rốt ráo một khi ngài liền xuất đình tức thì đi ra xóm làng khất thực vào có bồi thân dưỡng thể nương mà công phu. Bồ đề tại gấp ngồi tu đại định bốn chín ngày thu nhất thời, đạo màu liễu ngộ tuyệt vời quyết lòng độ chúng
luân hồi thoát ra. Bốn chín năm ở ta bà đem toàn chánh pháp nói ra độ đời. Đi cùng khắp thảy nơi nơi tùy duyên hoa độ đầy với chẳng màng. Thường dân tới bức quan sang cũng đều đổ hết sẵn sàng như nhau. Nhắc nhiều kẻ trước người sau tu theo tình độ ngõ hầu rước quan. Cực lạc cõi ấy cao xa mười muôn ngực cảnh Di Đà Pháp Vương. Từ bi đã sẵn lòng thương tiếp dẫn về đây chỉ đường tu thêm. Sen vàng chính phẩm ở trên hào quang rực rỡ từ biên sáng loàn. Nhắc khi truyền giáo ta bà ngài hằng thế nguyện thiết tha những lời ta nay phát nguyện độ đời chẳng cầu phước bao cùng thời chỉ riêng thương vì sanh chúng vô biên trầm luân nghe khổ ai đạo điên nhiều bề phá tâm tôi thượng bồ đề nguyện cùng muốn loài đề huệ một khi giác ngộ thành Phật oai nghi khắp trong pháp giới tức thì trang nghiêm như được trọn vẹn lời nguyện niết bàn tịch diệt bình niên ta về. Xét suy cùng một lời thề từ bi bắt ai mọi bề cao sâu tức tâm tức Phật nhiệm bầu muốn được giải thoát lời cầu đâu xa tìm ngay trong tâm của ta hành theo hạnh nguyện Thích Ni Ca Cha lành cuối sinh giao chủ hồng danh từ bi chứng giám tâm thành ngưỡng mong. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.